Tổng kết chương 1 Điện học. Một La Mã tự kiểm tra. Một nhỏ. Cường độ dòng điện Y chạy qua một dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế U giữa hai đầu dây dẫn đó? 2. Nếu đặt hiệu điện thế U giữa hai đầu một dây dẫn và Y là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó, thì thương số U trên Y là giá trị của đại lượng nào đặc trưng cho dây dẫn? Khi thay đổi hiệu điện thế U, thì giá trị này có thay đổi không? Vì sao? 3. Vẽ sơ đồ mạch điện, trong đó có sử dụng ampe kế và vôn kế để xác định điện trở của một dây dẫn. 4. Viết công thức tính điện trở tương đương đối với A. Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. B. Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song. 5. Hãy cho biết A. Điện trở của dây dẫn thay đổi như thế nào khi chiều dài của nó tăng lên 3 lần? B. Điện trở của dây dẫn thay đổi như thế nào khi tiết diện của nó tăng lên 4 lần? C. Vì sao dựa vào điện trở suất có thể nói đồng dẫn điện tốt hơn nhôm? D. Hệ thức nào thể hiện mối liên hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài L, tiết diện S và điện trở suất ρ của vật liệu làm dây dẫn? 6. Viết đầy đủ các câu dưới đây. A. Biến trở là một điện trở ... và có thể được dùng để ... B. Các điện trở dùng trong kỹ thuật có kích thước ... và có trị số được ... hoặc được xác định theo các ... 7. Viết đầy đủ các câu dưới đây. A. Số watt ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết ... B. Công suất tiêu thụ điện năng của một đoạn mạch bằng tích ... 8. Hãy cho biết A. Điện năng sử dụng bởi một dụng cụ điện được xác định theo công suất, hiệu điện thế, cường độ dòng điện và thời gian sử dụng bằng các công thức nào? B. Các dụng cụ điện có tác dụng gì trong việc biến đổi năng lượng? Nêu một số ví dụ. 9. Phát biểu và viết hệ thức của định luật Joule-Lenz. 10. Cần phải thực hiện những quy tắc nào để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện? 11. Hãy cho biết A. Vì sao phải sử dụng tiết kiệm điện năng? B. Có những cách nào để sử dụng tiết kiệm điện năng? Hai La Mã vận dụng. 12. Đặt một hiệu điện thế 3V vào hai đầu dây dẫn bằng hợp kim thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là 0,2A. Hỏi, nếu tăng thêm 12V nữa cho hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị nào dưới đây? A. 0,6A. B. 0,8A. C. 1A. D. Một giá trị khác các giá trị trên. 13. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu các dây dẫn khác nhau và đo cường độ dòng điện Y chạy qua mỗi dây dẫn đó. Câu phát biểu nào sau đây là đúng khi tính thương số U trên Y cho mỗi dây dẫn? A. Thương số này có giá trị như nhau đối với các dây dẫn. B. Thương số này có giá trị càng lớn đối với dây dẫn nào thì dây dẫn đó có điện trở càng lớn. C. Thương số này có giá trị càng lớn đối với dây dẫn nào thì dây dẫn đó có điện trở càng nhỏ. D. Thương số này không có giá trị xác định đối với mỗi dây dẫn. 14. Điện trở R1 bằng 30 ohm chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2A và điện trở R2 bằng 10 ohm chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 1A. Có thể mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế nào dưới đây? A. 80V, vì điện trở tương đương của mạch là 40 ohm và chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất 2A. B. 70V, vì điện trở R1 chịu được hiệu điện thế lớn nhất 60V, điện trở R2 chịu được 10V. C.
120V, vì điện trở tương đương của mạch là 40 ôm và chịu được dòng điện có cường độ tổng cộng là 3 ampe. D. 40V, vì điện trở tương đương của mạch là 40 ôm và chịu được dòng điện có cường độ 1 ampe. 15. Có thể mắc song song hai điện trở đã cho ở câu 14 vào hiệu điện thế nào dưới đây? A. 10V. B. 22,5V. C. 60V. D. 15V. 16. Câu hỏi có ngôi sao. Một dây dẫn đồng chất, chiều dài L, tiết diện S, có điện trở là 12 ôm, được gập đôi thành dây dẫn mới có chiều dài L trên 2. Điện trở của dây dẫn mới này có trị số A. 6 ôm, B. 2 ôm, C. 12 ôm, D. 3 ôm. 17. Câu hỏi có ngôi sao. Khi mắc nối tiếp hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thế 12V, thì dòng điện qua chúng có cường độ I bằng 0,3 ampe. Nếu mắc song song hai điện trở này cũng vào hiệu điện thế 12V, thì dòng điện mạch chính có cường độ I phết bằng 1,6 ampe. Hãy tính R1 và R2. 18. A. Tại sao bộ phận chính của những dụng cụ đốt nóng bằng điện đều làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn? B. Tính điện trở của ấm điện có ghi 220V, 1000W khi ấm hoạt động bình thường. C. Dây điện trở của ấm điện trên đây làm bằng nichrome dài 2m và có tiết diện tròn. Tính đường kính tiết diện của dây điện trở này. 19. Một bếp điện loại 220V, 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lít nước, có nhiệt độ ban đầu 25 độ C. Hiệu suất của quá trình đun là 85%. A. Tính thời gian đun sôi nước, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J trên kg K. B. Mỗi ngày đun sôi 4 lít nước bằng bếp điện trên đây với cùng điều kiện đã cho, thì trong một tháng, tức 30 ngày, phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này? Cho rằng giá điện là 700 đồng mỗi kWh. C. Nếu gập đôi dây điện trở của bếp này và sử dụng hiệu điện thế 220V, thì thời gian đun sôi 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu và hiệu suất như trên là bao nhiêu? 20. Một khu dân cư sử dụng công suất điện trung bình là 4,95 kW với hiệu điện thế 220V. Dây tải điện từ trạm cung cấp tới khu dân cư này có điện trở tổng cộng là 0,4 ohm. A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tại trạm cung cấp điện. B. Tính tiền điện mà khu này phải trả trong một tháng, tức 30 ngày. Biết rằng thời gian dùng điện trong một ngày trung bình là 6 giờ và giá điện là 700 đồng mỗi kWh. C. Tính điện năng hao phí trên dây tải điện trong một tháng.